trước, năm 1900, toàn quyền Đông Dương lúc bây giờ là ông Đi Mê. Thì ông, bởi vì những người Pháp người ta ở khí hậu ôn đới, mà bây giờ qua Việt Nam chúng ta ở khí hậu nhiệt đới thì quá nắng nảy, cho nên người ta không có thể ở được và người ta phải tìm những cái điểm núi cao có khí hậu mát lành để mà làm nơi nghỉ dưỡng. Thì Bà Nà cũng vậy. Năm 1900, toàn quyền Đông Dương lúc bây giờ là ông Đi Mê đã sai một đoàn thám sát do một vị đại úy tên là Đi Bay đi tìm trong cái dãy núi Trường Sơn, trong cái dãy núi Trường Sơn này một nơi có khí hậu mát lành để làm nơi nghỉ dưỡng. Đoàn thám sát ra đi và đến tháng 4 người ta phải quay về bởi vì người ta bị sốt rét rừng. Đến cuối năm họ lập đoàn thứ hai và người ta đã tìm được trong cái khu vực này, đây cái vùng này gọi là thung lũng Túy Loan thuộc tỉnh Quảng Nam và nằm trong dãy Trường Sơn, một địa điểm có độ cao 1487m so với mực nước biển, đó là Bà Nà hôm nay. Sau khi tìm được Bà Nà, năm 1912 một nghị định ra đời công nhận Bà Nà là khu bảo tồn lâm nghiệp và người Pháp đã bắt tay vào xây dựng ở đây rất nhiều công trình, hơn 200, gần 240 công trình được xây dựng ngay trên cái đỉnh núi này. Từ năm 1924 đã có cái tour du lịch lên đấy rồi, và thời kỳ đấy thì 3 ngày lẻ, thứ 3, thứ 5, thứ 7 thì đi lên và thứ 2, thứ 4, thứ 6 thì đi xuống, hành lý cân bằng kg. Và thời kỳ đấy thì các chị biết rằng là không đi bằng xe trung chuyển, chứ hồi đó anh thích đi là có mình đi xe 16 chỗ, thì bây giờ thì mình đi cáp treo, nhưng mà thời kỳ đấy thì khi chúng ta đi xe lên tới chân núi và chúng ta sẽ đi lên 16 km đường núi cấp đứng thế này để đi lên đỉnh. Nhưng mà thời kỳ đấy thì không phải đi bằng xe hay cáp treo bây giờ, mà những người phu và người ta phải khiêng. Người lớn thì từ 8 tới 10 người khiêng, giá tiền Đông Dương lúc bây giờ là 3.6 đồng. Người bé nhỏ hơn thì là từ 16 tới 8 người, mà 2.4 đồng, và nhỏ hơn nữa thì là 1.2 đồng. Hành lý thì cân bằng kg và 0.5 sen một kg như vậy. Thì để khiêng được một người từ chân lên tới đỉnh, những người phu khiêng núi này, khiêng kiểu này phải đi từ 5 tới 6 tiếng đồng hồ. Ấy dạ. Nhưng mà thực ra thời kỳ đấy thì mình không có điều kiện để đi, mà chỉ phục vụ cho quan chức Pháp với là những người Việt Nam giàu có thôi. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Pháp phải rút khỏi Bà Nà. Thì đến đầu năm sau 46 thì họ rút khỏi Bà Nà. Nhưng mà đến đầu năm sau nữa 1947 thì Pháp lại lâm le xâm lược Việt Nam mình trên toàn quốc. Thì ở Bà Nà này cũng vậy, trước khi rút vào tiêu thổ kháng chiến để tránh cho cái trường hợp Pháp trưng dụng lại Bà Nà. Bà Nà đó các anh chị, đấy cái đỉnh núi đó chúng ta sẽ lên thăm trên ngay trên đỉnh núi đấy. Thì để cho tránh cái trường hợp Pháp trưng dụng lại Bà Nà và để quản lý khu vực miền Trung, trước khi rút vào tiêu thổ kháng chiến, quân cách mạng mình phá hết những cái công trình trên này, hơn 240 cái biệt thự mà phá thành bình địa luôn ạ. Phải đỡ cho nó đến nó ở chứ. Các chị biết rằng là ở Bà Nà, cái khí là nếu chúng ta ở nguyên một ngày thì chúng ta sẽ được hưởng khí hậu bốn mùa trong một ngày rất là rõ nét. Sáng sớm các anh chị sẽ thấy được khi bình minh lên, khí hậu mát lành se se giống như mùa xuân, giữa trưa thì nắng nóng như mùa hè, buổi chiều thì se lạnh như mùa thu, và đến tối thì là nó lạnh hệt mùa đông như vậy. Thường mùa đông cũng như mùa hè, nhiệt độ trên này sẽ trên với thành phố 10 độ. Cho nên là thời kỳ đấy Bà Nà được mệnh danh là hòn ngọc khí hậu của Đông Dương và là một cái nơi nghỉ mát rất là cao cấp của Đông Dương lúc bấy giờ. Sau Mỹ thì vào năm 65 người ta cũng lên trú đóng ở tên này, nhưng mà một thời gian sau thì người ta cũng rút đi. Sau năm 75 thì lúc bấy giờ chính quyền không quan tâm tới khu vực này. Mà thời kỳ đấy thì các anh chị biết rồi, chúng ta sử dụng chất đốt là bằng củi, cho nên người ta cũng tàn phá Bà Nà rất là tàn khốc. Một cái nghịch lý, cái người khám phá ra lại Bà Nà sau này là một anh lâm tặc. Anh này anh đi khai thác gỗ, thì trên cái bước đường khai thác của mình thì anh thấy những cái nền móng cũ á, những cái nền móng đổ nát, thì anh nghĩ rằng đây là cái nơi nghỉ mát cũ của người Pháp ngày xưa, cho nên anh mới về để trình lên thành phố lúc bây giờ là Bắc Nguyễn Bá Thanh đấy, để mà khôi phục. Thì thời đó thì Bắc Nguyễn Bá Thanh vào năm 1987 đấy, thì Bắc Thanh không quan tâm. Mãi đến 10 năm sau, năm 1997, thành phố mới bắt đầu lưu ý cái khu vực này.
Và cái ông bạn này á, là ông được phép mở cái 16 km đường cắt nối từ chân lên đỉnh đó. Thì bây giờ là đổ nhựa, cát nhựa. Và ông cũng có nhờ một số các anh mà của binh đoàn Trường Sơn cũ đó để mà phá núi để mà xây dựng cái trục đường này. Và ông được mua nguyên một cái quả núi, ông thành lập lên một cái khu nghỉ mát gọi là Bà Nà Bay Nai. Mà là bây giờ cái khu này á, thì tí nữa chúng ta lên thăm thì các anh sẽ, anh chị sẽ thăm vườn hoa. Và các anh chị thấy đó, có một cái bức tường trắng đấy, đó là chùa Linh Ứng số 2 của Đà Nẵng. Và đó là chúng ta cái chùa Linh Ứng. Mình lên đó thì chúng ta thăm vườn hoa chùa Linh Ứng. Và có một cái hầm rượu được xây dựng từ năm 1923, vậy bây giờ vẫn còn nguyên bản. Và chúng ta đó là cái khu vực mà cái ông bạn đó được hưởng đấy. Dạ, ông được đặc quyền mua luôn, có sổ đỏ luôn đấy. Ông lâm tặc đấy. Đấy, ông lâm tặc đấy. Thì ông cuối cùng ông cũng khám phá ra lại đấy. Và đến năm 2000 thì là cơ sở hạ tầng ở Bà Nà được thiết lập. Và khi đấy thì dân thành phố cũng như là các nơi mới biết đến Bà Nà. Thời kỳ đấy thì cái cáp treo rất là đơn giản. Chúng ta đi xe từ chân núi lên đến độ cao 1.400m, tức là cái nơi bây giờ là chùa đấy. Thì chúng ta đi cáp treo từ bên này trạm 1 qua trạm 2, tính theo đường chim bay thế này là 800m. Và chúng ta đi vào khoảng 6 phút, một cabin gồm có 8 người. Đến năm 2006 thì cái tập đoàn này, tập đoàn Sun Group là người ta mua lại toàn bộ Bà Nà. Và ông cũng phải bán đi đó, cái tập đoàn Sun Group này. Thì trước đó thì là có 3 đơn vị chủ quản. Trước năm 2006, ông Vọng thì ở khu vực bên Bà Nà Bay Nai này, còn trên đỉnh là của du lịch Đà Nẵng. Và ở dưới thuyền núi gần đỉnh thì là có một đơn vị nữa là Lệ Niêm. Nhưng mà sau 2006 thì cái tập đoàn này người ta mua lại toàn bộ. Và người ta đã xây dựng vào năm 2007 một cái hệ thống cáp treo tối tân hơn, gồm có cabin gồm có 10 người. Và bây giờ mới đây 2009 người ta lại xây dựng tiếp một cái cabin mới nữa, 12 người. Và chúng ta sẽ trải nghiệm hết 3 cái hệ thống đấy. À, 3 hệ thống luôn. Trước kia thì khi mà chúng ta còn đi xe trung chuyển, tức là khi đến chân núi thì các anh chị sẽ đi xe trung chuyển 16 chỗ. Và chúng ta đi lên đấy đến độ cao 1.400m chúng ta mới đi cáp treo. Thì ở trên đấy thì cũng có rất nhiều cảnh quan rất là đẹp. Đặc biệt ở dưới thềm núi gần cái độ cao 1.400m đấy có một cái biệt thự rất là dễ thương, tên là biệt thự Hoàng Lan. Thì cái biệt thự này á, là đánh dấu một cái mối tình thơ mộng của một sĩ quan Pháp và một cô gái Việt Nam, cô tên là Hoàng Lan. Sau khi cưới cô vào năm 1921 thì vị sĩ quan này xây dựng lên một cái lâu đài đấy cho cô ở và lấy tên là biệt thự Hoàng Lan đấy. Sau này khi ông đưa cô về nước thì người ta đã lấy cho con khâm sứ Trung Kỳ ở. Còn ở trên đỉnh có một cái điểm ngắm trăng rất là đẹp gọi là Vạn Nguyệt, là ngắm trăng đấy ạ. Thì người ta cũng xây dựng ở đây một cái lâu đài gọi là biệt thự Vạn Nguyệt và cho con công sứ Quảng Nam ở. Nhưng mà bây giờ thì vì chúng ta đi cấp treo cho nên chúng ta không ghé thăm được cái biệt thự Hoàng Lan ấy nữa. Bây giờ người ta cái đường bộ đấy thì người ta để làm đường nội bộ và mình phải đi cấp treo để người ta thu tiền lại mà, cho nên là mình không đi ghé được cái đấy. Còn ở trên đỉnh thì cái khu Vạn Nguyệt nó vẫn còn. Và bây giờ đang làm thiết lập một cái khách sạn cũng hoành tráng lắm. Ở trên này thì các cái khu nghỉ nó đầy đủ 3-4-5 sao. Các anh chị có dịp nào đó nghỉ dưỡng ở đây một ngày cũng rất là lý thú. Ở đây người ta thường nói đùa mà, chưa đi thì chưa biết Bà Nà đấy, đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn. Cũng giống như ở phía ngoài mình đó, là nó chưa đi thì chưa biết Đồ Sơn đấy. Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà. Đồ nhà thì như chiếc lá đa, Đồ Sơn như chiếc bằng là Liên Xô. Nhưng mà đồ sơn là của quốc gia, đồ nhà mới giá trị các anh ạ. Đồ nhà là của ông bà ngoại cho đấy. Cái trục đường này là cái tập đoàn này người ta phối hợp với thành phố để là mở đây. Vì trước kia đây là khu vực núi mà. Đây các anh chị thấy người ta bạc núi hai bên để người ta làm đường. Và về mùa hè khi những cái cành phượng, cây phượng này nó nở hoa rất là đẹp. Hiện nay cái tập đoàn Sunwo này người ta đang đầu tư ở Đà Nẵng hơn 20 công trình và đều là những công trình vĩ đại không ạ. Đặc biệt là có cái Intercom đấy.
Intercom thì cũng được liệt vào một trong những khu resort nổi tiếng thế giới đấy. Còn bây giờ người ta xây dựng cái cầu vàng thế này thì các vị cầu vàng cũng bây giờ cũng được liệt vào một trong những cái cầu đẹp của thế giới luôn. Từ khi mà xây dựng cái cầu vàng này thì bên các công ty lữ hành, ví dụ như tụi Thư á, ngày trước á, là khách quốc tế người ta không lên đây, nhưng mà bây giờ á, thì đoàn nào cũng lên đây hết. Nói chung là người ta lên để người ta thưởng ngoạn cái cầu vàng này rất đẹp, cầu bằng tay đó. Cái cầu này xây bao năm rồi chị? À, mới đưa vào khánh hòa hoàn thành vào năm ngoái. Nhưng mà mới xây bao lâu ấy? Có 2 năm thôi ạ. 2 năm à? Nó nằm ở lưng chừng núi và ở độ cao 1.400m á, mới đưa vào hoạt động. Và cái hình thể là có hai cái bàn tay đỡ cái cầu á, nó nằm ở lưng chừng trời ở cái độ cao 1.400m, thiết kế rất là đẹp. Và nói chung là vừa kỹ vừa mỹ luôn đó, kỹ thuật và mỹ thuật luôn. Nhưng mà cái đấy của Việt Nam là tập đoàn này xây đấy ạ? Tập đoàn nào? Cái tập đoàn này á, là các anh chị phần lớn là Việt Kiều Ukraine phía Bắc của mình đó. Cũng tập đoàn này anh Nam rồi mấy anh này cũng bà con ông Vượng ấy nè. Dạ, thành ông Vượng Vietcom ấy. Thành ra là các anh này thì là thân với Nga nhiều. Thành ra là đây là đưa kỹ sư Nga rồi về làm nhiều lắm. Đường cũ ngày xưa bây giờ là còn cho đi xe máy không? À, không, cấm luôn. Bây giờ người ta làm đường nội bộ thôi. Còn bây giờ anh đi xe máy lên, anh phải đi cáp treo anh mới được lên. Có nghĩa là cái đường ngày xưa ấy. Thì cái đường nội bộ trục chuyển đường, 16 cây ấy. Thì đấy 16 cây đấy, bây giờ người ta làm đường nội bộ. Nội bộ là chỉ xe chạy, xe máy cho đồ chỉ cho dân công nhân đó mới được đi thôi. À, còn khách du lịch không được. Không được, à? Không được. Mình phải đi cáp treo. Anh đi xe máy thì anh lên gửi xe trên đó. Sau đó rồi anh phải đi cáp treo lên thôi. Tại đường đấy mà đường đó mình cua nhiều, đi rất đẹp. 28 cua tay áo thế này. Cua tay áo. Rất là hiểm trở. À, ngày xưa mà các anh chị mà đi không quen đường là không dám đi đâu. Ở đây nó có một cái đội xe chuyên trung chuyển. Chị bây giờ còn cái di tích mà ở trên Bà Nà ấy, có cái di tích như kiểu xuống một cái thác mây không? Còn không? Bây giờ người ta không đi xuống đó nữa, bởi vì bây giờ khai thác hết rồi. Bây giờ mất rồi. Xưa là có cái anh nhớ có 31 cái vùng ra lao với là có cái cầu thang đi xuống. Đúng rồi, đi xuống đấy. Đó là thác cầu vòng và suối Hoành suối Nai. Đúng rồi. Bây giờ hết rồi. Thì bây giờ không xuống được nó nữa. Không được xuống đấy nữa. Bây giờ người ta trên mặt đó người ta khai phá hết rồi. Cái khu vực mà phí nhỉ? Cũng dẹp hết luôn rồi. Vừa ra lâu là giờ, vừa ra lâu là biết rồi, nhưng mà cái thác mà cổ cái ngày xưa đó, bỏ luôn hết. Bỏ rồi, ôi cái thác đẹp thế, bỏ rồi. Đây là thác cầu vòng và suối Nai đó. Đúng rồi, mà đi ngày xưa đi vào đây thích đi chứ, mát nhờ đường mát mẻ thích. Đường xuân. Thế trên Bà Nà bây giờ không còn cái gì mà cũ ngày xưa nữa đúng không? Không, bây giờ người ta xây mới, hết người rồi. Ta đã phục hồi lại cái khu làm thác. Đúng rồi. Cho nên bây giờ các anh chị lên đây thì các anh chị sẽ có cảm giác như ta ở một cái thành phố ở châu Âu. Đúng rồi, khác với châu Âu. Các anh chị sẽ thấy các cái lâu đài á, cái màu vôi của nó thì mình có cảm giác như xưa cũ. Lâu rồi. Nhưng mà mới xây dựng 2-3 năm trở lại đây thôi. Người ta phục hồi lại. Người ta lấy cái màu vôi như vậy, thành ra là mình từng có cảm giác như là xưa cũ. Giỏi vậy. Vé cáp treo của chúng ta thì chúng ta sẽ miễn phí tất cả, chỉ duy nhất một điều là các anh chị nếu muốn vào khu lặng là khu tượng sáp á, là phải mua vé 100.000. Khu tượng sáp thì mua vé 100.000, còn lại thì tất cả các trò chơi điều gì đó cũng đều miễn phí vào cáp. Đây tức là trên cái chỗ cái vị trí mà tượng Phật ngồi đấy là 1.400m. Chắc chắn kia đó. Ở thành phố Đà Nẵng thì nằm trong cái tam giác ba ngôi chùa mang tên Linh Ứng. Linh Ứng số 1 của Ngũ Hành Sơn, số 2 là ở Bà Nà đây, và số 3 là ở bán đảo Sơn Trà. Ngày mai mình đi đấy. Ở Sơn Trà thì có tượng Phật Quan Thế Âm cao 67m. Đấy, to rồi. Hiện nay thì chúng ta cũng đang xin xác lập kỷ lục châu Á, nhưng mà chưa được công nhận, cho nên chỉ mới xác lập kỷ lục là cao nhất Việt Nam. Còn ở đây thì là ngài không phải là to nhất, 27m thôi, nhưng mà cái ngồi ở cái vị trí gọi là cao nhất châu Á, 400m cao nhất châu Á đấy. Bên này là có sân golf này. Người ta cũng đang thiết lập các cái hệ thống ở trên Bà Nà trên đỉnh á, ví dụ như xây casino để mà hấp dẫn khách quốc tế đó.
Chứ còn khách quốc tế hiện nay thì người ta chưa đến đây đông lắm. Chỉ sau khi có cái cụ vàng thì người ta lên, người ta tham quan, người ta về, chứ người ta không lưu trú. Cho nên đó là bây giờ cơ sở hạ tầng người ta cũng đang xây dựng để có casino rồi ngay trên đỉnh đó. Để cho du khách quốc tế thì người ta lưu trú thì người ta có cái điểm để mà giải trí. Bên này có sân golf. Đây có nhà sân golf. Tuy nhiên bởi vì cái địa hình ở đây núi mà phải, cho nên là cái sân golf này thì tôi cũng nghe khách nói là chơi không đánh không sướng bằng những sân golf khác. Đây có một khách Đài Loan. Đánh quanh các sân golf mà không thích ai. Trục đường này là mới mở sau này hết anh chị. Còn trước đó thì mình đi đường đất. Thời tiết hôm nay khá đẹp cho các anh chị chụp hình ở cầu Vàng và các cái khu vườn hoa. Tại sao đặt tên là cầu Vàng thì cậu biết không? Không, thì sơn màu vàng đấy. À, anh biết không? Sơn màu vàng. Họ sơn màu vàng nhưng mà một cái giá trị của nó nữa. Vàng là vàng khối á. Đúng chứ không phải là màu vàng. Theo cái ý của người ta là như vậy. Golden Gate. Hồi xưa là cái cổng vàng, còn bây giờ bên Mỹ thì có cái cầu cổng vàng á. Mặc bảo vệ mặc như kiểu lính Lê Dương thì xưa à, tất cả những cái em phục vụ trên này đều mặc đồ giống như lính Pháp ngày xưa ấy. Các em phục vụ trên kia cũng vậy. Người ta tái hiện lại. Người ta tái hiện lại cái khung cảnh cũng như là các cái hoạt động cũng như là các cái hình thức là giống giống như là Pháp ngày xưa. Đặc biệt cái cổng đi vào thì người ta lấy thiết kế của cái cổng Ngọc Môn của Huế đấy. Giống như cổng thành Huế vậy. Cái cổng Ngọ Môn ở Huế đó anh chị. Cái chữ ngọ này á là nó ngọ này á là không gian chứ không phải là thời gian. Đó là trục tí ngọ bắc nam, và cái chữ ngọ này là hướng nam. Hướng nam chứ không phải là đúng ngọ khi mà mặt trời lên thiên đỉnh đó. Bởi vì cái thời kỳ mà chúa Nguyễn mà vào trong miền Huế đấy thì lúc bây giờ phương bắc thì chúa Trịnh đã cát cứ rồi. Cho nên cha con chúa Nguyễn muốn phát triển thì chỉ đi về phía nam thôi. Do vậy là cái cửa ngọ môn đó cũng lấy tên cửa ngọ môn, tức là cái cửa hướng về phía nam. Và cái chữ ngọ này là không gian chứ không phải là thời gian. Trục tí ngọ là bắc nam đấy. Đây cái cổng thành, cái cổng cửa vào giống là như thành Huế. Giống nhỉ. Năm em chơi đây và đây khác nhỉ? Nhiều lắm anh ơi. Khác thế nhỉ? Mỗi năm mỗi xây dựng. Và hiện bây giờ người ta khủng khiếp nhỉ? Đang phát triển ghê lắm. Xây dựng khủng khiếp này nhỉ? Xưa mỗi đi chân cáp treo, giờ xây tít dưới này rồi. Đã mà. Bây giờ ngay cả cái hệ thống cáp treo nó cũng mới hơn. Ôi ôi. Cổng. Khiếp. Đây năm 2019. Đúng là như ngọ môn nhỉ, đúng là vẻ đẹp nhỉ. Làm y hình ngọ môn.
dạ rồi, mời cả nhà các chị